Đâu, máy bay đâu? Đã thấy máy bay đâu? Cố lên. Tí nữa nó quay lại. Cuốn cuốn tới đây. Con ốc sên này. Ốc sên này. Snail. Tiếng Anh là gì hả con? Snail. Oh, snail à, giỏi quá. Very good. Thế cái đèn tiếng Anh là gì? Cuốn nhớ không? Quên rồi. Quên rồi à? Lamp. Yeah. Thế đi ra đây. Đấy. À, cuốn để bông hoa con ốc sên đi. Ôi trời ơi, thơm ốc sên à. Em thơm ốc sên à. Cứ quay đây nhìn mẹ này. Snail à. Thế à, đâu, cầm máy bay ra đặt lên con lion nào. Lion. Ừ, cầm máy bay đi, cầm máy bay. Đâu? Lion. À, em chỉ kêu là lion hả? Đi, đi ra lion đi. À, đi, chạy ra lion. Thơm con lion một cái. Lion. Very good. À, cái răng của con lion gọi là gì nhỉ? Venom. Hả? Ờ, hàm răng này này. Teeth. Nhớ nhớ cái bài Brush Your Teeth song không? Đánh răng đó. Cuốn trèo lên không? Cuốn trèo lên không? Cuốn bám lên, đưa mẹ cầm cho. Trèo được không? Trèo. Trèo. Đây mẹ cho bế lên nhá. Này con cầm này mẹ bế lên nè. Rồi mẹ bế con lên. À, bế lên, ngồi lên, ngồi lên. Không à? Ê mẹ đòi trèo lên. Cún đi đâu ấy? Cún ơi, thiên thần là gì? Cái tượng thiên thần kìa. Tượng thiên thần đây nè. Là gì nhỏ? Brush your teeth off. Thiên thần là angel. Angel. Ờ. Cún ơi, máy bay chuẩn bị quay lại này. Đây đây, ra hồ bơi đi.